một ngọn núi lửa phun trào ở phía tây nam Iceland, phun dung nham nóng chảy vào một thị trấn gần đó và khiến nhiều ngôi nhà bốc cháy. Đây là vụ phun trào thứ hai xảy ra ở khu vực này chỉ trong vài tuần gần đây. Chúng ta có thể thấy dung nham núi lửa đã tiến vào đến tận ngôi làng Krimtavit. Hiện tại thì ngôi làng này trông như đang nằm ngay bên hỏa Diệm Sơn bởi vì đã có lệnh sơ tán trước đó nên chưa có thương vong về người. Đây là hình ảnh những người công nhân, họ sử dụng các loại máy cơ giới để xây dựng bức tường trắng ngăn cách với dòng dung nham. Vài giờ trước khi phun trào, văn phòng khí tượng Iceland đã báo cáo về một trận động đất có thể xảy ra, nhưng cho đến lúc này thì điều đó vẫn chưa xảy ra. Ảnh chụp từ trên không được chụp vào ngày 14 tháng 1 năm 2024 theo giờ Iceland cho thấy dung nham và khói cuồn cuộn bao phủ cảnh quan trong một vụ phun trào núi lửa gần thị trấn Rintavit phía tây nam Iceland. Vết nước sau vụ phun trào vào tháng 12 đo được khoảng 4 km, trong khi vết nước phun trào hôm Chủ nhật dài khoảng 1 phần 4 chiều dài. Thị trấn này cũng là nơi có đầm xanh nổi tiếng của Iceland, nơi thu hút khách du lịch đến với vùng nước địa nhiệt hấp dẫn và là một trong những điểm tham quan được ghé thăm nhiều nhất của đất nước. Cho đến thời điểm hiện tại, sáng ngày 15 tháng 1, thì dòng dung nham đã tiến sâu vào ngôi làng và nuốt chửng từng căn nhà. Các bạn có thể thấy rõ là dung nham đã thiêu đốt một nửa ngôi làng.